này với một cái lẽ là rất đông các nhà đầu tư, và đặc biệt là có nhiều nhà đầu tư lớn, có nhiều dự án trên 1 tỷ đô la được đầu tư dịp này. Và chúng ta vừa chứng kiến rất đáng mừng là có 6.3 tỷ tổng vốn đầu tư đã được trao giấy phép và là chứng nhận đầu tư, và cũng là thảo luận hợp tác đầu tư và tiếp tục trao giấy phép cho nhà nước. Mà theo anh Trần nói, tôi biết là những cái phép này là đã được tư vấn nước ngoài xem xét rất kỹ để tiến tới triển khai, nhất là rất nhiều cái nhà đầu tư tiềm năng có uy tín đã từng làm ra thành công. Mà tôi từng hay nói là những xéo đầu đàn này đã có mặt ở đây. Đặc biệt là tôi cũng nói cái ý là lãnh đạo tỉnh có mặt hôm nay thì vì mỗi tỉnh chúng ta đều có những thế mạnh, nhất là Tây Bắc phong phú đa dạng, chúng ta muốn khai thác chỉ tới cách làm thế nào có hiệu quả. Từ Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, nhiều tỉnh khác của Tây Bắc. Mà quan điểm của Thủ tướng đó, đó là mỗi tỉnh phải phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội địa phương, là một tiền đồ kinh tế quan trọng. Phát triển thì trung ương có thể phát triển. Lào Cai là địa phương có đầy đủ tiềm năng lợi thế. Chúng ta phát triển đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại ở đây. Còn tất nhiên công nghiệp nhiều điều là thế mạnh ở đây. Thì như vậy các chuyên gia nghiên cứu, các bạn nghiên cứu. Tôi chưa nói vì thế về địa lý. Địa lý có thể nói là hành lang kinh tế công minh là ven Hà Nội, Hải Phòng lớn lắm. Vì thế chúng ta cũng có niềm tin rất lớn là Lào Cai phát triển mạnh mẽ với tốc độ cao, quy mô lớn trong thời gian tới. Có thể nói Lào Cai là các hội tụ lưu giữ và lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử và di sản đặc sắc của hàng dân tộc anh em trong vùng của nước Bắc Việt Nam. Lào Cai có Sa Pa cùng các du lịch đặc trưng của miền núi phía Bắc, một thị trấn mà người ta gọi là thị trấn trong xương, mà vẻ đẹp cuốn hút hòa quyện giữa thiên nhiên văn hóa và màu sắc bản địa. Cái tiềm năng du lịch này rất lớn mà chúng ta cần phải năng lực phát triển nhanh hơn, chất lượng hơn. Tôi nhấn mạnh rằng vẻ đẹp của tự nhiên là thứ tài nguyên không thể bị xấu đi hay bị cạn kiệt chỉ do sự nhìn ngắm và tưởng mộng của con người, trừ khi có sự phá hoại vô ý thức hoặc do cách quản lý không tốt của chúng ta. Ngược lại, nó cần trở nên đẹp hơn và quý giá hơn nếu ta biết tận dụng nó. Làm sao để du khách tiêu tiền nhiều hơn thay vì không biết tiêu tiền ở đây là cái gì? Cái điều này rất quan trọng để các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm nông sản ở địa phương đã được tiêu thụ của khách du lịch, phải làm rõ cái này. Và tôi thấy cái số liệu mà cái giới hạn chi tiêu của du khách tăng thấp, chứng tỏ là cái tiêu tiền nữa để đầy đi. Mà cái này cái du lịch thì nó mang lại cho xã hội rất lớn để người dân giàu hơn. Nhà lớn là khách sạn họ lên cái này đâu, nhưng mà cái phải quan trọng là phải để người dân họ giàu lên, cộng đồng họ sung sướng hơn, tốt hơn, khi du lịch phát triển. Và làm thế nào để du khách trở lại lâu hơn thay vì đòi đi sớm, và làm thế nào để du khách kể lại câu chuyện thú vị với người thân và bạn bè một cách đầy hứng khởi thay vì chê bai kể xấu về Lào Cai, và làm thế nào để khách có thể quay lại nhiều hơn, không được để tình trạng một đi không trở lại đối Lào Cai. Thì cái này nó liên quan đến xây dựng cộng đồng, liên quan đến trình độ quản lý, rồi đặc biệt là
cái ứng xử của người dân, cái cộng đồng của người dân đối với du khách rất quan trọng. Tôi đã nói nhiều lần rất lo rằng là người ta thấy ở Lào Cai này phải ở khách sạn chỉ một phần thôi, nhưng những văn hóa của những người Ơ Mông, của những người dân bản địa ở đây, những bộ quần áo, những cái thủ công mỹ nghệ, những sinh hoạt của người dân rất thu hút lòng người. Những cái giọng hát, những cái lời ca ví, những cái kèn, những cái trống, tiếng trống vân vân của người bà con đây, nó thu hút là quan trọng không, chứ không phải là chỉ như vậy đâu. Thì mong rằng đây là một chuyên đề rất là lớn mà Lào Cai tiếp tục khai thác cùng với mình, thì tìm ra phát triển ngành công nghiệp rất lớn, rất nhiều loại khoáng sản, rất nhiều ngành nghề truyền thống mà có thể nói là không phải chỉ có khoáng sản không, mà ngoài hải nhiều đó, mà có nhiều thứ mà có thể là khai thác ở tỉnh Lào Cai này. Chúng ta phải nghiên cứu để thống lực. Mà tôi cũng muốn nói là Trung ương và tỉnh Lào Cai không khuyến khích các nhà đầu tư khai thác khoáng sản ngắn hạn, có tầm nhìn ngắn hạn, sử dụng công nghệ lạc hậu, quy mô khai thác manh mún nhỏ lẻ, mang tính tận thu, đe dọa tính bền vững của tỉnh. Thì ông tính như thế là vừa đầu thì mấy sự đe dọa có thể, mà tôi có bàn với các lãnh đạo tỉnh, các đồng chí anh Phong, anh Bình, các đồng chí là không được có hình sự, mà các đồng chí cũng phải xử lý hành chính nghiêm để rút kinh nghiệm, để ra cái tác hại môi trường cũng không lấy đâu. Thì nói cái chuyện này để các đồng chí lưu ý trong phát triển các ngành công nghiệp, cho nên cái quy hoạch phát triển một cách hợp lý để làm tốt ít tổn hại nhất đến các ngành kinh tế khác, đặc biệt là vấn đề du lịch ở địa phương, đảm bảo sự phát triển bền vững ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Chúng ta cũng nhấn mạnh đến tìm ra một ngành nông nghiệp có sản phẩm nông nghiệp của Lào Cai làm thế mạnh, trong đó có 7 loại cây trồng, rồi rất nhiều cây ăn quả đặc sắc, giá trị thu nhập bình quân cao, nhưng hiện nay giá trị còn thấp. Có nhà đầu tư có thể nâng lên 200-300 triệu hectare và có thể nhảy vọt vào thu nhập của người dân này. Đây là một vụ mà liên quan đến người dân rất lớn. Tôi đề nghị tỉnh cũng bàn sâu hơn để kêu gọi các nhà đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp. Tôi nghe nói là ví dụ ở đây có chị nhà đầu tư Minh Đức đã đầu tư vào nông nghiệp mấy nghìn hectare ở số huyện, ví dụ như vậy. Chúng ta có đi hướng đó, khuyến khích những nhà đầu tư đấy vào nông thôn, vào nông nghiệp. Mà nếu nông nghiệp Việt Nam không có doanh nghiệp, không có hợp tác xã kiểu mới, khó thành công. Và chính vì vậy, nông nghiệp Lào Cai cần phát triển đi ba trụ cột: sản xuất theo mô hình hữu cơ sạch, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến, và đặc biệt liên kết chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ. Các tỉnh, các thành phố thì người ta ít nói về nông nghiệp, nhưng mình số dân còn rất đông, người dân nhất đồng bào vùng cao, vùng xa thì còn khó khăn lắm rồi. Về chúng ta, thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai rất chú ý phát triển dịch vụ du lịch thương mại, nhất là thương mại vùng biên giới. Nhưng mà cùng một công nghiệp thì chúng ta chú trọng mạnh mẽ hơn để phát triển nông nghiệp chất lượng cao, để mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân, phát huy được thế mạnh mà không phải nơi nào cũng có được về tiểu khí hậu như là ở đất Lào Cai. Tôi muốn nói thêm về cái tiềm năng kinh tế cửa khẩu. Mọi cái việc và hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng thì ở đây có thể nói là như cái đồng chí mà ở Thành Cảng nói, có thể xây dựng các trung tâm logistics, trung tâm buôn bán giao lưu quốc tế cùng với du lịch quốc tế, và hình thành đây một cái trung tâm thương mại lấy Trung Quốc làm đối tác quan trọng cùng các nước khác để phát triển thương mại quốc tế ở khu vực này.
cái này chúng ta là được chưa được bao nhiêu, phải tăng cường kiểm tra kiểm soát để chống gian lận buôn lậu, gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Chúng ta khuyến khích những sản phẩm, những mặt hàng mà có thể đó là mang lại cái quyền lợi người tiêu dùng thông qua trung tâm thương mại ở Lào Cai. Chính vì vậy chính phủ ưu tiên đầu tư xây dựng đồng bộ các hạ tầng của các cái chính sách cho cái trung tâm này, đặc biệt là sẽ xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội Côn Minh khổ lớn phù hợp với Trung Quốc. Hiện nay mình cái khổ đường sắt là 1,1 là hậu quá, sắp tới là 1,4 phù hợp với thông lệ quốc tế, cứ hướng như vậy. Còn thể đây thì cũng đã làm cái tiền đã thi và đã làm để tiếp tục xây dựng sớm tuyến đường sắt này cùng với hệ thống giao thông đường bộ khác để chúng ta đáp ứng quốc phòng an ninh, nhưng mà đáp ứng cần cái trung tâm thương mại ở khu vực này. Và nói tới đây cùng với đường sắt Hà Nội Lào Cai mở rộng thì nếu như sân bay Lào Cai được đánh giá khả thi về kinh tế thì sẽ được triển khai. Và nhân đây tôi cũng nói là truyền đạt đến anh Chí Dũng, anh Bộ trưởng Đầu tư và Thể là nhiều nhà đầu tư nói chuyện với tôi rằng yêu cầu chính phủ tỉnh Lào Cai mở rộng cái tuyến đường từ Lào Cai đi Sapa, một cái trung tâm du lịch như vậy mà đường đó tây 30 cây số thì hơn 1 tiếng đồng hồ và với cái độ dốc nguy hiểm, thì cái này chúng ta có nghiên cứu để mà có hình thức đầu tư phù hợp, một cái trọng yếu mà công ty có nghiên cứu. Nên đây tôi có một số chỉ đạo thêm để các đồng chí rằng trước hết là về huy động và sử dụng nguồn nhân lực cho đầu tư phát triển, cần tăng cường cho giáo dục đào tạo, cho trường đầu trú, cấp trường dạy nghề và dành kinh phí tất cả để nâng cao chất lượng nhân lực. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có mặt hôm nay cũng nhắc nhở tỉnh rằng muốn thành công thì nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề cao, đơn giản là cho Lào Cai. Chúng ta nói là chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã là khó, nhưng mà chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn miền núi như tỉnh Lào Cai, như Điện Biên, như Lai Châu, Yên Bái thì còn khó hơn. Mà muốn như vậy, chắc lượng nhân lực quyết định để có chuyện này trong một cái một trăm phần. Tỉnh Lào Cai rất chú ý thế này, cái này còn hiểu, thậm chí tôi nói là du lịch phát triển ra thành một cái mũi nhọn thì phải có trường nghề du lịch. Vấn đề thứ hai mà quý vị đã nêu đó là vấn đề áp dụng công nghệ, đặc biệt là thương mại điện tử ở tỉnh Lào Cai này phải được phổ cập tốt hơn, chứ không phải sử dụng điện thoại di động chỉ có nhắn tin qua điện thoại đó, mà nhất là vùng sâu vùng xa được áp dụng thương mại điện tử rất quan trọng, cũng như kết nối từ bệnh viện cho đến cả các thành viên thông qua công nghệ thông tin đơn giản này. Và tôi cũng nhân về đây thì tôi cũng nói là cùng với môi trường đầu tư kinh doanh cần tiếp tục nhiều nỗ lực và tăng tốc cải cách tốt hơn. Cách đây 10 năm Lào Cai có một câu khẩu hiệu rất nổi tiếng mà rất hay đồng chí chủ tịch Tân Phong đã nêu lại: doanh nghiệp phát tài Lào Cai phát triển. Chúng ta đã coi các lợi của nhà đầu tư, các doanh nghiệp là thành công của chính quyền địa phương. Chính phương châm này đã tạo được cảm hứng cho những đổi mới cải cách. Chính vì vậy mà cái áp dụng ứng dụng công nghệ trong điều hành, thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, v.v. là cần thiết. Và vấn đề môi trường kinh doanh của Lào Cai là làm sao tiếp tục tạo động lực cải cách để làm sao BCI của Lào Cai không được tụt lùi mà phải có bước tiến càng đạt tốt hơn. Nhân đây thì tôi cũng nêu cái ý mà cái cam kết của chính phủ và chính quyền địa phương với các nhà đầu tư, đó là sẽ tạo điều kiện hỗ trợ hết mực, cùng đồng hành, cùng tháo gỡ, cùng sáng tạo
nhất là tạo môi trường đầu tư tốt hơn, kinh tế vĩ mô ổn định hơn, giữ gìn môi trường hòa bình và hội nhập quốc tế sâu rộng, để làm cho một môi trường kinh doanh hấp dẫn dành cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến với Việt Nam nói chung và đến với Lào Cai nói riêng. Đã tuần thứ nhất kết thúc buổi này, tôi muốn nói cái ý mà cần đánh giá Lào Cai phát triển như thế nào trong thời gian qua. Hôm nay chiều này tôi nói mình đang đồng bộ với các cộng đồng, tôi nói cái ý thứ nhất là trong một thời gian ngắn mà đặc biệt sắp kết thúc nhiệm kỳ lần này thì Lào Cai các đồng chí đã có thể nói phát triển toàn diện phù hợp với thế mạnh của địa phương, kể cả công nghiệp, du lịch, năng lực chất lượng cao. Trong đó đã giải quyết tốt vấn đề tạo ra phát triển kinh tế và môi trường đã được chú trọng, và đây đặc biệt là có nhiều lĩnh vực đột phá nhất là lĩnh vực du lịch dịch vụ thì đã được thành công thôi. Và điều thứ hai rút ra từ Lào Cai cũng như các tỉnh của chúng ta có mặt hôm nay đó là xã hội hóa đầu tư của Lào Cai rất mạnh mẽ, có nhiều tập đoàn trong nước và cả nước ngoài nó thành công ở đây, mà nhiều nhà đầu tư lớn đã đến với Lào Cai. Các tỉnh phải nghiên cứu ở đây. Thứ ba là quan hệ tốt về quốc tế, đặc biệt với Trung Quốc. Và tôi xin nhắc lại rằng Việt Nam Trung Quốc là hai nước lớn nhiều anh em, gần gũi nhau, thông cảm nhau, cùng phát triển để tạo điều kiện cho phát triển. Lào Cai đã thực hiện sứ mệnh này trong thời gian qua là tốt. Và thứ tư ở Lào Cai là đội ngũ cán bộ trưởng thành, năng động, đoàn kết. Chính vì thế mà cái môi trường đầu tư ở Lào Cai năng động hơn, thu hút hơn. Nhưng cái thành công mà chúng tôi cũng một bài học kinh nghiệm, nhưng mà đồng thời cũng nhiệm vụ lớn rất đấy của Lào Cai, đó là giữ gìn văn hóa, bảo tồn văn hóa, nhất là văn hóa của các đồng bào dân tộc cơ bản là tốt. Rất nhiều lễ hội phong tục của đồng bào các dân tộc anh em, và thành công nữa đó là chú trọng một bước về đào tạo nhân lực, đào tạo lao động đi liền với việc giữ gìn cảnh quan môi trường ở đây. Thì những cái kinh nghiệm, những đánh giá như vậy thì tôi đề nghị với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, cơ quan nhân dân các cấp các ngành cần rút ra một lần nữa để thảo luận sâu sắc hơn trong nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng là những cái điều mà chúng ta cần chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới. Thưa tất cả quý vị, với kết quả trong nhiều nhiệm kỳ qua, trong 30 năm đổi mới, với niềm tin, với tiềm năng, lợi thế và cơ đồ đang có hiện nay, tôi tin rằng nếu chúng ta quyết tâm cao, thì trong vòng 20 năm nữa, 15-20 năm nữa, Lào Cai sẽ là một điểm sáng lớn trên bản đồ kinh tế Việt Nam, một trung tâm thương mại, đầu tư, du lịch của Việt Nam, của khu vực, một điểm đến hấp dẫn không những chỉ là ở Việt Nam, ở khu vực châu Á mà thế giới. Thế nên rằng ấy, tôi xin chúc mừng tỉnh Lào Cai và cảm ơn tất cả quý vị đã về đây cùng tỉnh Lào Cai, cùng Bộ Thủ tướng để thảo luận vấn đề đặt ra. Xin chân thành cảm ơn.